Công trình thủy điện Đại Ninh là một trong 16 công trình thuộc hệ thống thủy điện bậc thang của sông Đồng Nai, nằm trên địa bàn hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận. Hồ thủy điện Đại Ninh gồm hai hồ liên thông nhau có tổng dung tích 320 triệu m, một hồ trên sông Đa Nhiêm, hồ Đa Nhiêm, một hồ trên sông Đa Quý Ân, hồ Đa Quý Ân. Đập chính hồ Đa Nhiêm thuộc địa bàn thôn Đại Ninh, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Nhà máy thủy điện Đại Ninh lắp 2 tổ máy có tổng công suất lắp máy 300 MW đặt tại xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Ở thượng nguồn sông Đồng Nai, phía hạ lưu công trình hồ chứa nước Đơn Dương cấp nước cho nhà máy thủy điện Đa Nhiêm là công trình thủy điện Đại Ninh. Công trình thủy điện Đại Ninh chuyển nước từ sông Đa Nhiêm thuộc lưu vực sông Đồng Nai sang lưu vực sông Lũy. Nước từ hồ chứa Đa Nhiêm được dẫn qua đường hầm áp lực xuyên qua lòng núi dài 11.254 m, đường kính trong 4,50 m. Đối tiếp với đường hầm là đường ống áp lực bằng thép đặt nổi trên mặt đất, dài 1.818 m, đường kính trong 3,20 m đưa nước tới nhà máy thủy điện Đại Ninh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, vui lòng đăng ký kênh để nhận được nhiều video hữu ích hơn nhé!